Bồ câu hỡi em ơi em có hay, mùa xuân đã giang tay đón mời em, mùa đông giá đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cùng đi yên. Hiền thề hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Người yêu hỡi anh ơi anh có nghe, mùa ân thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái xương vỡ quê, ngát hương thơm nho đang kết nụ. Dậy mau đi linh dương yêu dấu ơi, bồ câu hỡi cho anh thấy mặt em, để cho anh nghe em giọng nói dáng em yêu núi đôi vượt xa. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Chẳng hề phai nguyện yêu anh thương anh trọn kiếp, hứa yêu em khi vui lúc buồn, đường đời kia bên nhau vai sánh vai, chẳng lo chi khi ta có tình yêu, và bên ta Chúa luôn dịu dắt, Chúa bên ta sao còn ngại chi. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta. Hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như Ngài yêu ta, hãy yêu như Ngài yêu ta.
trước. Trước khi bước vào thánh lễ, xin cho được chúc mừng hai gia đình của anh Giuse Bùi Quang Huy và chị Maria Tạ Thị Hường. Hôm nay anh chị đã đến đây trong ngôi thánh đường của giáo họ nhỏ bé này để nói lên lời giao ước của mình trước mặt Chúa và cộng đoàn. Một lần nữa xin được chúc mừng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa bà con hai họ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, sáng sớm hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Hôm nay lại là ngày thứ bảy, ngày đặc biệt chúng ta có tâm tình yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Và cũng là hôm nay, sáng hôm nay, cộng đoàn giáo họ chúng ta vui mừng hân hoan đón tiếp đôi bạn trẻ là anh Giuse Bùi Quang Huy và chị Maria Tạ Thị Hường đến trước bàn thờ Chúa đây, giữa cộng đoàn, giữa những người thân yêu, để trân trọng nói lên lời thành hôn, giao ước lên vợ, lên chồng trong cử hành đặc biệt của Chúa Kitô, cùng trước mặt hội thánh là cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Chia sẻ niềm vui ngày trong ngày thành hôn của hai bạn, không gì quý hơn là chúng ta cùng đôi bạn này, cùng với những người thân yêu của chị, anh và chị, hiệp dân thánh lễ đều cầu nguyện cho anh chị cách đặc biệt để anh chị bước vào đời sống hôn nhân thật ý nghĩa theo ý muốn của Thiên Chúa tạo thành. Cho nên để bắt đầu hôn phối, để anh chị thiết lập một gia đình trong sự trung thành với lời cam kết thánh thiêng hôm nay, để rồi mãi mãi anh chị bên nhau trong từng giây phút cho đến cuối cuộc đời đoàn tụ với Chúa trong nước thiên đàng. Đó là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta là con cái của Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng nhau bước vào thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con tôn vinh Chúa.
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đói thương tôn đổ ơn Chúa. Trên các tôi tới Chúa đây là anh Giuse Bùi Quang Huy và chị Maria Tạ Thị Hường, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Tobia. Bấy giờ Tobia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sarah rằng: Lạy em, hãy trỗi dậy, chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa cho chúng ta để Ngài đoán thương ban cho chúng ta được an lành. Làm trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, xin chúc phục Chúa, xin chúc phục thánh danh Chúa đến muôn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc phục Chúa đến muôn đời. Chính Chúa đã dựng lên ông Adam, dựng lên cho ông một người trợ thủ và nâng đỡ là bà Eva, vợ ông, và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói: Con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một người trợ thủ giống như nó. Giờ đây, không phải vì lòng tục mà con lấy em con đây, nhưng vì lòng chân thành. Xin Chúa gái thương con và em con, cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. Rồi họ đồng thanh nói: Amen, Amen. Đó là lời Chúa. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy phục tùng lẫn nhau.
người đặt vợ anh phục tùng chồng như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đồng tiếng chuộc hội thánh, thân thể của người và hội thánh cũng phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phải phục tùng chồng có sự như vậy. Người đàn chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và người hàng sống để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ hố, không vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào, như thánh thiện và tinh quyền. Cũng thế, chồng phải yêu thương vợ như chính thân thể mình, yêu vợ là yêu chính mình. Và vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi lớn và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi lớn và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người, sách thánh có lời chắc rằng chính vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Bồn miệng này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ của mình, còn vợ hãy kính sợ chồng. Đó là lời Chúa. Đôi bạn trẻ có ý xin vào ngày thứ bảy, và điều này cần hữu ích, cũng mời mẹ
nay có câu hỏi dành cho các anh chị. Anh Du Sen Huy và chị Ma Lê Thị Hường, hôm nay anh chị đến đây, anh chị mong ước điều gì nhỉ? Mong ước điều gì? Tôi hỏi một số bạn đó. Con mong ước là một vợ, anh Huy có một vợ rồi, một vợ nhé, không phải hai vợ. Một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh, năm châu, đó là mong ước. Anh Huy có vậy không? Chị đừng mong ước điều gì? Vậy hỏi hai gia đình, bố mẹ, cô dâu và chú rể mong ước biết điều gì? Hiện tại cho con cái mình, nhà lầu, đơn giản. Điều mà cộng đoàn chúng ta thử đến các đôi tân nhân mong ước điều gì nhất? Chúc cho các bạn trăm năm hạnh phúc. Đúng không? Tôi chia sẻ rất nhiều đây, tìm nhiều đợt làm gì mà anh bạn chủ tập đoàn Trung Nguyên ấy, đưa nhau ra tòa 10.000 tỷ, tiền nhiều để làm gì? Ông phát biểu một câu đó sau khi mà phiên tòa kết thúc, hai vợ chồng ly dị với nhau. Tiền nhiều để làm gì? Để đổi vợ chồng ly dị. Và một cái câu nói của ông trở thành một bài hit hot trên mạng xã hội bây giờ là bài hot là tìm nhiều để làm gì, cho nên không cần tìm nhiều, chỉ cần các bạn hạnh phúc là gia đình an bình rất vui mừng. Và đó là lời cầu chúc của tất cả cộng đoàn hôm nay đang hiện diện nơi đây, thì cầu nguyện dừng lại cầu nguyện cho hai bạn. Nhưng hỏi một câu, hạnh phúc ở đâu ra? Có phải mua được bằng tiền không? Có phải lời cầu hạnh phúc cho các bạn do cộng đoàn cầu chúc mà các bạn có không? Được không? Lời cầu chúc mãi mãi chỉ là lời cầu chúc. Nếu các bạn không được Thiên Chúa chúc phúc của mẹ Maria ở cùng với các bạn mỗi ngày. Và lời cầu chúc đó cụ thể hơn là do chính các bạn phải làm nên. Hạnh phúc hay không là do các bạn. Chúng ta thấy để làm gì có được hạnh phúc ạ? Làm gì? Theo quý bà và anh chị em, hai bạn, cô dâu đọc bài một sách Tobia rất hay, và chú rể cũng vậy, đọc bài đầu tư của bà Anh Lô của Tin Hữu Efeso. Muốn được hạnh phúc làm sao? Chồng phải yêu thương vợ, vợ phải kính trọng chồng. Có như thế gia đình các bạn mới được. Lời Chúa nói với chúng ta điều đó, chứ không phải chồng là đầu muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, không vợ là thân thể. Thánh Phaolô tuyệt vời khi ngài có yêu nói, Đức Giêsu, Đức Kitô yêu thương hội thánh như thế nào, thì chồng là đầu cũng phải yêu thương vợ mình như vậy. Không ai ghét thân xác mình bao giờ, ai ghét thân xác mình không? Không. Hai phải trở thành một. Và chú rể cũng đọc thêm, người đàn ông từ nay sẽ từ lìa bỏ cha mẹ mình mà đến với người bạn đời của mình. Cho nên các mẹ từ nay có con dâu ấy, đừng có thấy con trai mình nó yêu quý vợ mình hơn có người nhé. Cha cha cũng không thể chịu được, làm sao từ ngày nó có vợ có phải là nó cho con ra rìa, một ra rìa là đúng nghĩa nó lại yêu thương bà hàng xóm. Lời Chúa dạy lìa bỏ cha mẹ mà đến với người bạn đời của mình, nó yêu quý vợ nó là đúng. Nhưng không đồng nghĩa các bạn là nó thiếu, không phải vậy. Phải yêu thương vợ mình rồi kính trọng bố mẹ, đó là điều Chúa dạy chúng ta là điều đó. Cho nên nhiều khi nhà có nhà có một đứa con trai ấy, hàng ngày thì mẹ con yêu thương nhau, đến khi nó có vợ hay là kịp vợ nó chẳng coi con ra gì. Nhưng về cái là nó đi tìm vợ, một khi nó tìm con là tìm vợ, nó tìm vợ là đúng quá nhá. Lời Chúa dạy chúng ta như vậy. Còn vợ hãy kính trọng chồng mình để gia đình hạnh phúc. Những điều mà giờ khi mà làm ok mà gia đình mà dễ gây tranh cãi, cãi nhau trong gia đình, là điều gì vậy, chị hiểu không? Vợ bút lời đi một tí, chồng đi làm về bớt càm ràng, bớt càm nhằn. Chú ban cho mình được cái chịu khó nói không? Cho nên chúng ta muốn hạnh phúc phải bớt. Hôm nay kính thưa quý ông bà anh chị em
Thiên Chúa ở một thấy con người ở mình không tốt nên đã tìm cho người nam một trận tán tác lực. Hôm nay anh Huy thấy ở mình không tốt, không thể có tí nào. Chị Hường cũng phải thấy ở mình không tốt cho nên anh Huy đã đi tìm được một nửa của đời mình. Là chị Hường. Chị Maria đi Hường cũng phải thấy Chúa ở mình không tốt, đã lặn lội ngày đêm đi tìm người một người của mình, đó là anh Giuseppe. Thật tuyệt vời, đây là một món quà Chúa ban tặng cho nhau. Chị Hương là quà tặng của Thiên Chúa ban cho anh Huy và anh Huy là món quà chị Hương. Cho nên anh chị phải biết trân trọng món quà đó. Món quà này món quà vô giá, đừng xài vô tội vạ. Thì giữ gìn, đừng bỏ quà của em thích làm sao thì em làm. Hai trở nên một con người bảo này, tôi đọc một bản kia tất nhiên đánh mới cưới nhau về được hơn năm đánh vào cái tôi bảo tại sao anh lại làm vậy, cô cha làm lễ cưới cho con hơn một năm trước cha nói mà, tôi nói sao cha nói hai trở nên một, mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai, tình yêu nối kết nơi nơi ta yêu nó quá, tuy hai nó đã là một. Từ nay người nữ trở thành một xương một thịt, cho nên con đánh vợ con là con đánh con đấy chứ, có phải là làm sao có chuyện đấy được. Hai là một cái một vẫn là hai. Thiên Chúa dựng nên hai người trở nên hòa hợp nhưng có sự khác biệt. Anh là anh, tôi là tôi. Anh có sở thú còn tôi có sở thích khác nhau, đúng không? Anh thích ngọt, em thích chua. Hai người khác nhau nhưng ngọt và chua phải hòa vào nhau như nước chanh và đừng trở nên một vị giải khát mùa hè tuyệt vời. Cho nên nhớ điều đấy không vậy? Đánh vợ này lý luận là con đánh con, bởi vì con đưa con cảm thấy con đưa con đánh vợ, con là con đánh con không được. Cho nên chúng ta phải lưu ý điều này. Hôm nay để làm sao? Hôm nay chúng ta nghe bài đọc, bài chúc mừng cho chúng ta nghe, chúng ta cho chúng ta nghe. Gia đình anh chị muốn được hạnh phúc phải luôn luôn có đức mẹ ở bên. Hôm nay mẹ đã cứu một sự đám cưới ở miền Cana, một bà vua chôn thay. Theo tập tục Do Thái họ ăn cưới 7 ngày, cho nên họ, cho nên chúng ta thấy có 6 chung nước, mỗi chung đựng đến 80 lít đến 120 lít thôi là bình rượu để đựng rượu về ngày cưới. Cho nên họ ăn bằng rác trong 7 ngày. Vậy mà khi mà một đám cưới nào tự nhiên hết rượu là bố rất hạnh cho đôi thân hôn đấy. Nhưng đám cưới hôm nay thật tuyệt vời, đã được mời mẹ Maria đến dự tiệc cưới. Mẹ đã kiếm một bà thua trông thấy hết rượu, mẹ mới nói Chúa, này con đã hết rượu rồi. Mẹ đã quan tâm những đến thiếu thốn của con cái mẹ. Hôm nay anh Huy và chị Hường cũng vậy. Trong cuộc sống đôi khi không phải cuộc sống nó cũng màu hồng cả đâu. Mới cưới nhìn em lúc nào đẹp, 50 năm sau, 20 năm sau bớt nhìn mặt lại, 30 năm sau bắt đầu đi tìm nhìn người hàng xóm, 50 năm sau bắt đầu không muốn nhìn. Đám cưới không phải lúc nào cũng như lúc ban đầu. Lúc nào không phải đám cưới, lúc nào cũng như cuộc sống mới về với nhau, không phải lúc nào cơn lành như nhau. Không phải nó mà hồng nhau, những ngày có một ngày mưa sáng xịt. Có những ngày đi làm về mà chưa tiếp cơm đâu là mẹ. Cho nên chúng ta phải biết có ngày ở bên. Biết cơm không lành, biết mỏi không biết. Giận thì bất lực. Biết gia đình. Biết mời mẹ đến trong gia đình của mình để mẹ biết cách. Có mẹ ở giữa, mẹ sẽ giúp cho chúng ta trong những lúc như vậy. Cho nên hãy chân đoán kết quả hôm nay cho đêm đến cho anh chị. Ngay buổi sáng hôm nay anh chị đã đến trước mặt chúng ta. Cho nên trong cuộc sống đôi khi chúng ta biết trước thì chúng ta còn tránh được luôn. Cho nên tôi rất thích cái câu chuyện của cha Bảo Hạ kể với các cha. Các đôi tân hôn kia mới cưới được 3 tháng. Thế rồi có vẻ sống không hòa hợp. Anh rất yêu thương chị nhưng mà chị cảm thấy không được.
kinh nhân thành nguyên nhân thành mình. Thế rồi anh lấy một cái bao tải rất to, anh cứ loanh quanh, anh lấy một đúng một bộ quần áo của anh bỏ vào, xong anh cứ ra cửa anh đứng. Một tiếng, hai ba tiếng sau, anh chỉ bảo, ơ, tivi, tủ lạnh, giường, bàn, điện thoại, anh thích cái gì anh lấy đi. Anh chẳng nói rằng, cũng vẫn đứng, thế anh cần gì nữa, mà anh chưa đi, tôi không giữ cái gì anh lấy đi. Anh mới nói câu, còn thứ quý nhất, anh lấy xong anh cứ đi. Thì tôi có cảm anh gì đâu, anh lấy đi. Món quà nào anh, món hàng nào anh thích thì thôi. Đúng, anh chỉ trả một món duy nhất anh thích, chỉ là món hết vào trong ba lô, trong cái bao tải của anh mới đi. Cái món đó món gì rồi? Biết không? Thế anh đợi lấy món quà thì, món quà quý nhất của anh bây giờ đó là em nào thì anh sẽ quát đi. Đấy là món quà. Bởi vì ngày cưới, lời Chúa nói với anh em là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đem đến cho cuộc đời anh. Cho nên khi dành nhau, chúng ta hãy biết yêu thương nhau. Và đó là món quà cho nhau. Ước mong sao hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người của chúng ta, đặc biệt là anh Vinh và chị Lưu, đã đến với nhau trước mặt Chúa và của anh. Anh chị chuẩn bị tìm ra, nói lên lời ưng thuận của mình trước mặt Chúa và của anh. Vì vậy, anh chị hãy xác tín ngay từ đó. Hãy đóng bước Đức Maria vào họ trong nhà mình, để mẹ mãi mãi là người bình an và hạnh phúc, là mối dây liên kết cho anh chị, để anh chị có những ngày sống thật hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Đó là điều cầu chúc của tất cả các bạn đang nghe chuyện tới đây cho anh chị. Tôi mong rằng điều đó anh chị lắng nghe và thực hành, chắc chắn Chúa và Đức Mẹ sẽ ban muôn ơn lành cho gia đình anh chị. Giờ đây anh chị hãy tín ra và nói lên lời ưng thuận của mình trước mặt Chúa và của mẹ. Anh chị thân mến, hôm nay anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thiêng. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu vô phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Bùi Quang Huy, anh đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Không. Không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Tôi có. Tôi có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Tôi có. Tôi có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Chưa có. Chưa có. Vậy, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Bùi Quang Huy, xin nhận em Maria tại thị thường làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thị vợ cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria tại thị thường, xin nhận anh Giuse Bùi Quang Huy làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thị vợ cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị, sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta Chúa cầu Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành
cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em đã ra tại tự thường, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân anh cha và con và thánh thần. Anh Giuse Bùi Quang Huy, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân anh cha và con và thánh thần. Xong nhá, hứa rồi nhá, chung thủy nhá, thịnh vượng cũng như gia nan, yêu thương và tôn trọng nhau. Từ nay anh chị đã chính thức bước vào đời sống hôn nhân, vừa nói xong rồi trao nhẫn và đặc biệt là lời hứa sau trước khi trao nhẫn và đó là lời cam kết của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh, coi như là hối hận cũng hết nhé. Xong vì vậy chúng ta nhổ xin cùng bạn chăn một tràng pháo tay để chúc mừng Thiên Chúa là tình yêu. Trong ý định tạo dựng của người, Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia sẻ với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời tạ ơn tha thiết. Vì hội thánh là hiền tha yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Vì đời sống gia đình đại trần gian luôn tha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống trung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tâm đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu hồn Chúa. Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã biết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ ở tay Cha để Cha cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lệ luật thánh hiền của hôn nhân và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang rừng ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiền của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn hô rằng:
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Nính cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Bùi Quang Huy và chị Maria Tạ Thị Hường mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa kiêu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta gian nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thờ hàng ngày và tha nợ cho Xin Chúa, Chúa xin
được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình bảo Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tín. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và lưu mãi trong nhà các con. Amen. Xin cho các con là anh Giuse Bùi Quang Huy và chị Maria Tạ Thị Hường được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Amen. Xin cho anh chị nên chứng nhân của tình yêu Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi,
được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.